rằng mình không đáng gì, không có gì mà để một khoe cả. Tôi khi khoe tôi là khoe chỉ một cái gục đất mà thôi. Tôi nán lên bởi cái một đất sét mà thôi. Nhưng mà tôi khoe tôi là tôi khoe tôi biết Chúa. Tôi khoe tôi là tôi có Chúa và Chúa ở trong đời sống của tôi. Và tôi chia sẻ lời Chúa cho mọi người. Đó là tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta. Sự mầu nhiệm của Chúa chọn chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ là mình không. Người giàu chứ khoe cái giàu của mình. Người nên không chứ khoe không. Người giỏi chứ khoe cái giỏi của mình. Nhưng khoe tôi biết Chúa là điều đó tốt nhất. Amen. Để đem tình yêu của Chúa cho người khác là tốt nhất. Thứ hai, sự mầu nhiệm của Chúa cho chúng ta. Cho chúng ta cái gì? Quý vị nghĩ Chúa cho quý vị cái gì? Cho cái gì quý vị? Cái điều quan trọng quý vị ơi, cái điều quan trọng đó là gì? Dân ngoại hưởng sự kế tầng. Quý vị ai làm là được làm người con nuôi của người Mỹ? Tôi không nói con nuôi của người Việt Nam nghe. Con nuôi của Mỹ không? Khi họ nhận con nuôi rồi họ kể như là cái con ruột trong gia đình, họ chia gia tài đồng như nhau. Họ cho con ruột họ 5 đồng, cho con nuôi 5 đồng. Họ chia bán cái xe 50 ngàn thì cho 3 đứa con, 4 đứa, 5 đứa con thì mình cũng được 10 ngàn. Bởi vì con nuôi là sao? Bởi chúng ta là những người dân ngoại không đáng hưởng, nhưng mà Chúa nhận ra là con thì ta hưởng được gia tài của Chúa cho chúng ta. Cái gì? Ở trong Ephesos đoạn 3 câu 6. Ephesos đoạn 3 câu 6. Chúng ta đọc chung với nhà câu 6. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là đồng thể tự, là các chi thể của đồng thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa và nhờ đến lành lập trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì tôi được hưởng gia tài vì tôi lập trong Chúa Giêsu Christ. Vì Chúa Giêsu Christ cứu tôi và ban cho tôi làm con cái của Ngài. Đối với người Do Thái và người ngoại bang, họ qua người ngoại bang là người tội nhân, tội lỗi, họ không bắt tay đến bắt tay họ rửa và không cho họ cũng đến nhà người gọi nữa, họ chỉ ở đi người Do Thái thôi. Nhưng bây giờ người gọi đã đi con cái Đức Chúa Trời và được mầu nhiệm vô cùng. Và quý vị ơi, ở đây để chúng ta thấy được mầu nhiệm đó là Ngài ban ân điển Ngài cho chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn ba câu 7 đến câu 9, chúng ta chung với nhau là câu 7 câu 9. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cái sự ban cho ân điển của Đức Chúa Trời là điển đã ban cho tôi cùng với công hiệu của quyền phép Ngài. Phải ân điển đó đã ban cho tôi để kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để ra truyền cho dân ngoại giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời đời thượng dấu kiến trong Chúa Trời đã đấng dựng nên muôn vật. Căn điển đó dấu kiến trong các đời thượng cổ được ban cho tôi trong giờ này. Quý vị thấy điều đó không? Thấy cái việc ân điển của Chúa cho mình không? Tôi không phải là những kẻ là người tu, những người phải sửa, những người làm gì hết. Và tôi chỉ là một tội nhân, bây giờ trở nên một người thánh nhân. Tôi là một người kẻ thù của Chúa Trời, bây giờ tôi được trở nên nhận là con của Chúa Trời. Phước không? Phước không? Ân điển mà. Ân điển của Chúa dư dật trong chúng ta. Cho nên ông follow này, cái phước hạnh này, ông đã từng kinh nghiệm được, ông chia sẻ cho dân ngoại. Và ông thấy đây là một phước hạnh vô cùng, quý vị ơi. Đặc biệt này, sự mầu nhiệm của Chúa là phước hạnh cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, trong hội thánh của Chúa, chúng ta có dự phần sự mầu nhiệm đó như thế nào? Trong hội thánh của Chúa, chúng ta dự phần nào của sự mầu nhiệm đó? Chúng ta đọc chung trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10 đến câu 12. Đoạn 3 câu 10 câu 12. Ấy vậy, thì hiện nay sự phong sáng ngoài đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đâu, những kẻ cầm quyền trong kẻ ở trên đời,
theo ý đời đời của Ngài, đã làm xong trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa chúng ta, trong Ngài chúng ta nhờ đến tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Tôi cũng xin anh em nhớ nhân sự hoàn thành của anh em và ngã lòng. Điều đó đều vinh hiển của anh em vậy. Quý vị ơi, cái đặc biệt mà Chúa dùng đầu cuộc đời của ông Ba-na-ba và ông Phao-lô. Ông Ba-na-ba và ông Phao-lô là quý vị biết ông chuyên giảng cho ai? Cho dân ngoại. Đi truyền giáo dân ngoại không à? Còn ông Phi-rơ và các sứ đồ đi truyền giáo cho ai? Cho người Do Thái. À, cho nên chúng ta học đọc cái kinh thánh mà đối đáp hồi nãy quý vị biết không? Chúng ta là những cây olive mà Đức Chúa Trời được tháp vào quý vị. Cây olive đó là gì? Cây olive đó muốn nói lên tôi và quý vị là một dân ngoại mà được Đức Chúa Trời nhập vào dân thánh của Chúa và hưởng phước của Chúa. Và cái kinh thánh mà quý vị biết ở trong khởi quyền đó mà đoạn 11 đó, cái chân đèn đó là gì? Chân đèn là hậu thánh. Mà hậu thánh là chân đèn, phải không? Cho nên chúng ta nếu ngươi không chịu ăn năn thì ta sẽ cắt chân đèn ngươi khỏi chỗ đó. Nếu quý vị trong hội thánh có cơ hội thờ phượng Chúa mà có cơ hội nhóm lại gần quý không đi đó thờ phượng Chúa thì có ngày nào đó quý vị tìm hội thánh không có ra, đúng không? Không có phải đi quý vị qua miền Đông có khi tìm hội thánh Việt Nam phải mất là 5 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, nhưng họ phải đi. Có người nói, ồ tôi không đi được hội thánh Việt Nam, tôi đi thánh Mỹ. Không hiểu gì hết. Mình biết rồi. Mà không hiểu ta thì sao? Không biết gì trời, không biết ta thì sao? Đi xuống. Đi xuống. Tây rồi. Chúng ta nhóm lại thờ Chúa, chúng ta phải hiểu lời Chúa. Chúng ta phải học lời Chúa và ai nói gì chúng ta phải hiểu được cái điều họ nói. Chứ chúng ta không thể nào nhắm mắt theo đại quý vị ạ. Cho nên tôi là ai mà được dự phần và công việc của Chúa? Ngài cứu tôi với mục đích gì? Tôi hỏi quý vị, Chúa cứu quý vị, Chúa ban quý vị ân điển, Chúa ban việc đã đến con có của Chúa với mục đích gì? Sống cho Chúa. Cái đó là quan trọng quý vị. Ngài cứu tôi với cứu quý vị để mục đích gì? Tôi thấy như thế, mình hỏi câu hỏi này á thì mình mới hầu vì Chúa được. Còn mình không hỏi câu hỏi này mình phức tỉnh ăn liền. Ai làm chi làm kệ ai, đúng không? Chúa để chúng ta tại tầng gian này ngán ngủi lắm, từ từ sẽ qua đi và sắp hàng mà đi. Kẻ già đi trước, kẻ trẻ đi sau, có kẻ trẻ đi trước, kẻ già đi sau. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi ta đi về với Chúa đó, Chúa hỏi con người bên cạnh tôi nói Chúa với họ chưa? Đâu giống nó chưa làm thinh. Làm thinh nó đến nó chưa đâu. Chúng ta sợ luôn. Sợ luôn. Chúa hỏi, Chúa sẽ hỏi quý vị. Chúa cứu tôi là cứu việc với mục đích gì? Nên chúng ta được dự phần và công việc của Chúa. Đừng ai tưởng rằng có tôi mới công việc của Chúa được thành công. Không có tôi thì hậu thánh bị vỡ. Không quý vị à. Không quý vị à. Chúng ta là ai mà được dự phần công việc Chúa là phước hạnh lắm, chứ không phải là bị bắt buộc làm công việc Chúa, bị bắt buộc hát, bị bắt buộc đi thờ của Chúa. Không quý vị, nếu chúng ta không có thấy được điều đó, ngày nào đó Chúa cắt chân đàn khỏi chỗ chúng ta đứng đó, thì chúng ta phải tìm một thánh xa mà đi nhóm lại quý vị. Khá lắm á. Đi bằng 5 tiếng, bằng 3 tiếng, bằng 4 tiếng đồng hồ tới chỗ nhóm quý vị. Còn không đi nhóm thánh Mỹ không đi trời. Xin Chúa ngài cho chúng ta học bài học hôm nay thấy sự bầu nhiệm của Chúa cho chúng ta. Chúng ta cũng đang đứng đây cầu nguyện, nhưng mà xin được phép này. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì sự mầu nhiệm của ngài tỏ bày qua lời của ngài buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, con run sợ khi mà Chúa hỏi chúng con rằng con đã làm gì cho ta chưa? Ôi Chúa ơi, chúng con vẫn còn đang sống đây mà Chúa, con nghe câu hỏi đó chúng con còn run sợ khi mà Chúa hướng gì chúng con đến gặp Chúa khi mà Chúa kêu chúng con về với Ngài. Chúa ơi, chúng con không biết phải trả lời là sao.
Chúa xin Ngài thăm viếng cho mỗi người chúng con, để chúng con có được cái sự tỉnh thức mỗi ngày, nhắc nhở rằng chúng con được cứu, chứ không phải là chỉ sống cho mình chúng con thôi, Chúa ơi. Không phải sống cho sự ích kỷ của mỗi người chúng con, Chúa ơi. Nhưng chúng con sống vì Matthew đoạn 28, phải đi ra, rao giảng tin lên của Ngài, nhân danh Đức Cha, Đức Con và làm phép bắp tem cho anh em của mình. Ôi Chúa ơi, là Chúa, có phải chúng con đang làm điều đó chăng? Hoặc chúng con chưa làm điều đó? Hoặc chúng ta con không có đủ cái sự can đảm để làm đó, Chúa ơi? Vì ma quỷ luôn luôn chập chờ chung quanh chúng con và nó luôn luôn nhắc nhở cái tội lỗi của chúng con đã phạm. Và chúng con không dám mà ra mắt Chúa nữa, Chúa ơi. Chúng con hổ thẹn, vì chúng con sợ hãi, chúng con sợ sệt và chúng con không dám lãnh cái ơn mầu nhiệm mà Chúa ban ơn chúng con, Chúa ơi. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sự nhắc nhở của Ngài qua bài học buổi chiều ngày hôm nay, qua sách Khải Huyền, Chúa ơi. Sách Khải Huyền là một cái sách khải thị. Và chúng con cảm thấy rằng mỗi tuần ông mục sư cho chúng con thấy một cái điều chúng con lạ lùng. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Ôi Chúa ơi, lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa nhắc nhở mỗi người chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Thiên Sứ Ngài đang bảo vệ chúng con, Chúa ơi. Và đôi khi chúng con không để ý. Đôi khi chúng con gặp Thiên Sứ của Chúa mà chúng con làm lơ, Chúa ơi. Lạy Chúa, đôi khi Chúa đang thử chúng con mà chúng con cũng làm lơ. Và cuối cùng thì chúng con hối hận thì quá trễ rồi. Lạy Chúa, xin Ngài thăm viếng. Cảm ơn Chúa vì bài học ngày hôm nay. Xin sự mầu nhiệm của Ngài được tỏ bày trên mỗi người chúng con, trong lòng của mỗi người chúng con. Còn cảm ơn Chúa Đức Ngài. Xin hội Chúa cho hội thánh của Ngài được mạnh mẽ. Xin Chúa cho chân đèn của Chúa luôn luôn có dầu, luôn luôn có lửa, lửa thánh linh của Chúa luôn bao phủ chúng con. Còn cảm ơn Chúa Đức Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con học được bài học buổi tối ngày hôm qua về sự thờ phượng thật sự là gì, Chúa ơi. Sự thờ phượng thật sự có phải đó là sự hạ mình với tấm lòng khiêm cung tôn kính đến Chúa bậc Ngài? Có phải là cái tấm lòng hòa thuận? Có phải là cái sự thánh khiết của Ngài giữa chúng con có sự phải vâng phụ cũng như là đời sống thờ phượng của mọi người chúng con? Chúng con thờ phượng chúng con không phải hát không, Chúa ơi. Không phải hát không, Chúa ơi. Không phải để trình diễn, Chúa ơi. Vì chúng con biết rằng nơi trình diễn không phải là chỗ này. Nhưng đây là nơi thờ phượng Chúa, là nơi thờ phượng, và chúng con cũng phải tấm lòng phải lẽ, tấm lòng chân thật mà đến trước mặt Ngài. Amen. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Đây là nơi chí thánh. Chúa nói nơi nào có đôi ba người hiệp lại nhân danh ta thì có ta ở giữa. Đây là nơi chí thánh, chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, gìn giữ hội thánh của Chúa. Nơi nào chúng con đi nữa, nơi nào chúng con ở đi nữa, không thành vấn đề. Miễn sao chúng con có Chúa ở giữa, đó là nơi thánh khiết, nơi chí thánh. Chúng con cần phải tôn trọng và kính nể danh của Ngài. Còn cảm ơn Chúa rất nhiều. Kính dâng hội thánh của Ngài. Cảm ơn sự nhắc nhở của lời của Ngài động chạm vào tấm lòng chúng con. Đừng để chúng con lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình, Chúa ơi. Ngài để chúng con lấy nghe và làm. Mặc dù chúng con sẽ sợ, nhưng Chúa ở cùng chúng con thì chúng con chẳng sợ gì cả. Và cảm ơn Chúa rất nhiều. Kính dâng mọi sự tại Chúa thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Xin mời phán đồng.